mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ vào bếp và chinh phục một món rất là nổi tiếng của người Tây Ban Nha, của gia đình chồng của Misu. Và hôm nay chồng của Misu sẽ vào bếp để chia sẻ món đó cho Misu chia sẻ với các bạn. Đó chính là món Spanish Omelette, hay ở đây tiếng Anh hay còn gọi một cái tên nữa, đó là tortilla. Thế và nguyên liệu của chúng ta cần có thì là khoai tây, 5 củ khoai tây vàng to như thế này các bạn, 2 củ hành trắng này, thế và trứng ở đây thì khoảng độ là 6 quả trứng nhé các bạn. Misu dùng loại trứng này, thêm một ít sữa, và để cho thêm nhiều vị hương vị ngon hơn thì nếu như các bạn có thể dùng, đây là xúc xích của người Tây Ban Nha, nó tên tiếng Anh của nó đây là chorizo, nếu các bạn không có thì bỏ qua. Đây là vì gia đình Misu có sẵn cho nên Misu cũng giới thiệu với các bạn. Thế còn bây giờ thì chúng mình sẽ vào bếp để chinh phục một món, nếu mà tiếng Việt thì chúng ta gọi là trứng đúc khoai tây của Tây Ban Nha, còn nếu tiếng Anh là tortilla hoặc là Spanish Omelette, cùng với Misu và ông xã của Misu nhé. Giờ mình đi chuẩn bị hành nha các bạn. Hành thì các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Tiếp tục đến 5 củ khoai tây thì các bạn sẽ cắt khoai tây ra như kiểu là chúng mình rán khoai tây chiên nha các bạn. Đó, như thế này. Hoặc là các bạn cắt dẹt ra, nhưng mà bạn nhà của Misu thì làm theo kiểu này và Misu ăn thấy ngon. Có hai cách cắt, cắt này là ngon nhất các bạn, cái miếng khoai tây nó sẽ dày, nó ngọt, nó ngon. Giờ chúng mình sẽ đổ thật nhiều mỡ vào, nhiều dầu ăn vào. Chúng mình sẽ đi chiên ngập dầu cái hành với lại cái khoai tây để cho nó thật là thơm nha các bạn. Và Misu cũng khai trương cái chảo mới luôn. Khi dầu nóng này thì các bạn sẽ cho hành vào trước nha các bạn. Khi hành cho vào chảo rồi, bắt đầu các bạn sẽ đảo đều lên cho hành nó tơi ra. Và như chồng của Misu nói là phải cho hành vào trước khi cho khoai tây, thì cái hành nó sẽ tiết ra cái chất ngọt vào trong cái dầu cho khoai tây vào, làm cho cái vị của tortilla nó sẽ thêm ngon và ngọt các bạn. Khi hành thấy mùi thơm rồi, khoảng độ 2 phút các bạn, thì bây giờ thì các bạn sẽ thả khoai tây vào. Khi bắt đầu khoai tây nó ngấm mỡ và trộn lẫn với lại hành rồi thì bắt đầu các bạn sẽ cho Misu một nửa teaspoon muối vào đây, và các bạn lại đảo đều lên. Chúng ta không cho hết muối một lần nhé, cho từ từ muối vào. Theo như bạn ông xã của Misu nói là nó sẽ làm cho cái món này nó sẽ ngọt. Các bạn ấy làm theo cái kiểu của các bạn, nó khác hẳn với người Việt mình các bạn ạ. Đảo lên một vòng rồi thì lại cho thêm nửa teaspoon muối nữa. Sáu quả trứng này các bạn cho vào trong một cái bowl, một cái bát to đó, và các bạn sẽ đánh đều lên. Sau đó này, đổ 1/4 cup sữa, sẽ quậy đều lên cho Misu. Đấy, nói tiếng Anh với các bạn này xong bây giờ nói tiếng Việt với các bạn khó quá. Và một tí xíu muối thôi nha. Thử như thế này này các bạn. Đó. Và như thế là khoai tây đã chín. Thì bây giờ thì chúng mình sẽ vớt hành và khoai tây ra, và chúng mình sẽ trộn với trứng nha các bạn. Và bây giờ thì trộn đều lên các bạn. Trộn đều cho trứng này nó ngấm với lại khoai tây và hành. Rồi chúng mình sẽ đi chiên lần thứ hai. Các bạn cho một ít dầu vào chảo này, và chúng mình sẽ đảo qua cái chorizo. Nếu như mà các bạn không có chorizo thì loại xúc xích Tây Ban Nha này thì các bạn bỏ qua nha. Nhưng mà nếu có đó thì các bạn thử một lần để chúng mình xem cái món omelette của Tây Ban Nha nó ngon như thế nào với chorizo.
món đặc sản của Tây Ban Nha đây các bạn. Cái chorizo với dầu ăn này các bạn, nó tiết ra. Mình xuống nghĩ chắc đây là cái hoa huệ Tây người ta ướp vào cùng với để làm chorizo quá, để tạo nên cái màu giống như chúng ta cho dầu điều vậy đó. Rồi, giờ thì chúng mình sẽ cho chorizo vào với cái hỗn hợp trứng, khoai tây và hành. Wow, cái màu lên đẹp quá các bạn. Chúng mình trộn đều nó lên này. Sẽ rất là ngon các bạn ơi, cái món này là món nổi tiếng của người Tây Ban Nha các bạn. Vẫn cái chảo thần thánh đấy các bạn, cho miso khoảng độ 3 đến 5 tablespoon. Dầu ăn, cái dầu mà chúng ta vừa mới chiên khoai tây mới hành đấy các bạn. Sẽ rất là ngon và cái dầu này nó trong veo như thế này này các bạn này. Đó, thì các bạn chiên xong thì các bạn sẽ để vào trong chai miso, hay để vào trong chai và miso xào nấu vì có cái mùi hành rất là thơm. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đổ hỗn hợp vào nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ lắc nhẹ chảo, dàn đều ra để cho nó xém từng mặt một. Lấy cái đĩa này, chúng mình lật mặt lên các bạn. Wow, bạn ấy lật khéo lắm, miso thì chịu thôi. Tiếp tục, và bây giờ thì chúng mình cho ra đĩa. Ta-da, đã xong rồi đây các bạn ơi. Miso xin mời các bạn, món ăn truyền thống và nổi tiếng của người Tây Ban Nha là Spanish omelette hay là tortilla. Các bạn vào các nhà hàng thì gọi món này để thưởng thức nha các bạn. Chỉ có mấy nguyên liệu thôi là trứng này, khoai tây này và hành mà làm nên một cái món rất là ngon. Misu xin mời các bạn cùng Misu và ông xã vào bếp để cùng nhau chinh phục một món rất là ngon của nền ẩm thực Tây Ban Nha nha. Chúc các bạn thành công!